Mới sáng sớm có chuyện chi mà ồn ào. Tối hôm qua ta còn thức khuya xem cúp C1 Manchester gặp MU tỷ số 4-2, thiệt là đau lòng. Gặp bao, gặp bao, gặp bao, bấm bao gì mà có chuyện gì? Dạ thưa Diêm Vương, ngồi kia có hai tên đang nói trông kêu oan hả? Xuống đến đây mà còn kêu oan cái nỗi gì? Cho vào! Đúng lên! Đồ! 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 Lên! Mà nào mà cứ hổ hổ trời ơi! Kì quá! Nguyên chán sống rồi sao? Có mắt mà không thấy Nguyên ngủ hành sơn à? Ma đâu mà ma? Chứ ông là ai vậy? Hứ? Tôi không biết đây là ai hay sao? Mà nhà người dám nói lung tung. Tôi nói sao là biết? Tôi quên. Mà xin chân chồng cho thiệt cho nhà người biết. Đây là chồng khu vực này. Diêm Vương! Ê, đứa nhỏ này nè. Ta nghe nói Diêm Vương xấu lắm nha. Ai ngờ ông xấu ta tưởng. Hay cho nhà ngươi, giỏi cho nhà ngươi, chết xuống đến đây mà còn khua môi búa mép. Mau quỳ xuống. Khai báo rõ họ tên và vì sao xuống đây. Đầu tiên nhà ngươi, ngươi tên chi? Dạ con tên chi. Ta hỏi lần nữa, ngươi tên chi? Dạ con tên chi? Tập tức mình ở đó nghe. Nhà ngươi tên chi? Trời ơi tôi cũng mệt rồi đó nha. Làm cái gì mà cứ hỏi hoài vậy? Tôi tên là Tương Tàng Tương Nữ Thị Lâm La Lớp là anh Phạm Thị Chơi. Hậu sầu quỳ xấu. Tay lên kia mà dài lòn thòn như cầu Sài Gòn. Ông dữ à. Quỳ xứ thế thầu ta sợ ngươi sợ. Ông xử sai. Quỳ sao xuống đây? Dạ, để con kể cho ngài nghe. Nghe tôi kể nè. Con chạy xe nhanh xuống phố 12 giờ. Con chạy xe như bão tố 12 giờ. Con sợ con đi đến trễ lên rồi nha. Thì con kể cho Diêm Vương nghe. Trời ơi, con tới cái ngã tư kia kìa đó. Cái ngã tư đó đó Diêm Vương thấy không? Con thấy cái anh đó, anh đẹp trai dễ sợ. Đẹp trai bằng ta không? Ông điên hùi ông ơi. Anh đẹp trai như Kim Tan vậy đó. Biết Kim Tan không? Sao biết không? Ờ đúng rồi. Thôi anh đẹp trai quá. Tự nhiên cái cơn nghiêng cái đồ. Cái ông biết sao ông xuống đèn trời với ông này luôn hả? Quỳ xuống. Mẹ dạ. Ngươi không biết mà ta biết. Mẹ trai. Ông là hoàng sát. Đó đi ra đây nè. Đâu có gì? Mẹ trai. Con tên kia. Dạ dạ có cô Diêm Vương. Nhà ngươi tên gì? Dạ tôi Diêm Vương. Con tên là Trần Văn Đức Thắng à. Hỏi nghe cái tên là muốn xong xẻ. Muốn xuống sớm gặp ta rồi. Vì sao xuống đây? Giỡn như con đi mà. Không có oan. Mặt xấu quá. Dạ. Vì sao xuống đây? Dạ đem kể cho Diêm Vương nghe vậy. Con mới mua về, con được mẹ mua tặng cho con để đi học nè. Nhìn ngon không? Nói chung là thích lắm. Để máy nó cứ chạy như bay, chạy xe nó phi ao ao xuống ghê, rất ghê. Hôm qua con đang chạy xe đi chơi, sao bên xe con là bạn thân quen. Xe đang bằng bông thì từ đâu ra? Xe đang bằng bông thì từ đâu ra?
sao quá đau lòng. Được rồi, kể mà cũng nhạt nữa. Phán quan đâu? Người mau tra đối với ai bắt 20 ta mới mua nhà ngươi. Xem thử là hai tên này đã đến số chết chưa. Chỗ đâu, chỗ tôi còn xinh đẹp gì mà chết chứ sao của hai tên này chắc là mới bị bắt nhà nó chưa cập nhật danh sách. Thấy chưa, đừng nói đâu mà. Thôi được rồi, ta sẽ dùng máy chiếu hiệu AT15 để chiếu lại xem sự hai tên này tên nào có lỗi và vì sao chúng nó xuống đây. Ngưu đầu Mã Diện đâu? Dạ. Mau đem máy chiếu ra cho ta xem như thế nào. Đúng lên. Đang kia. Đưa xe. Nghe cái điện thoại kìa, Alo. Đến nhà chán chết rồi. Trời ơi, rủ đi chơi hả? Tao rủ đúng người quá vậy. Hồi tình yêu tới trước đi rồi em tới sau. Được rồi, để soạn xí đã, ra đường là phải đẹp. Biết rồi, đi trước đi nha. Đi soạn đi chơi thôi. Đi chơi là phải đánh son nó mới đẹp. Đẹp ra đường trai nó mới nhìn. Trời ơi, ai mà xinh quá vậy ta? Tôi chứ ai? Tóc đẹp vậy, không cần phải đội mũ bảo hiểm. Alo. Alo. Khỏe hả? Khỏe lâu không? Lâu ngày mới thấy gọi. Trời ơi, lâu ngày rồi, có thông xíu hả? Giờ này sao đây? Bình thường đang chán muốn chết đây, trời đang chết ơi. Đây, có đồ rủ đi nè. Trời, có cà thơm à. Tới đi tôi nói cho nghe. Ở đâu đó? Ở quán dầu hôm trước tụi mình hay nhậu kìa. Rồi, tới liền. Nha, tôi tới, tôi ngồi tôi đợi nha. Rồi. Hả? Ai? Lâu ngày quá ha. Chú ăn đâu? Cho thùng bia. Mừng cái mới, lâu ngày gặp mặt đi. Được không? Chậm luôn nha. Rồi, cảm ơn. Ai mà vô ấy, vô tư. Hết luôn. Chậm luôn. Để chi? Được. Trời, lâu ngày mới thấy gọi bạn bè hay. Thôi. Em này đang rồi. Thì cũng bình thường. Ôi, cái hông của cô. Bình thường, mặt hơi phới bình thường. Nhìn mặt ổng là có chi mới rồi đó bà ơi. Ủa, biết có gì mới luôn hay vậy ta? Chưa nói mà biết luôn. Mỗi lần ông gọi ông đưa đây là toàn là ông khoe của không ạ. Trời ơi, nó xấu bằng bè không à. Thấy gì không? Thấy chi? Thấy gì không? Xích lô hả? Bậy, thời buổi này mà ai mà chạy xích lô. Kế bên chiếc xích lô. Ủa, xe mới luôn. Sao? Bây giờ mới mua cho đó. Ngon bà. Ẹt đó. Chạy dữ lắm nha. Ủa mà ông chưa đủ tuổi mà sao có xe rồi? Ủa bình thường thôi, chưa đủ tuổi chạy ra đường lỡ công an bắt kêu già tới bà lãnh chắc xe về. Khỏe. Thôi mừng cái đi. Được, mừng cái thì mới luôn nha. Hết luôn nha. Trời ơi. Lý con nữa đi. Đi. Chào lên tôi bao, khỏi lo, từ A tới Z luôn. Mừng cái đi, mừng tiếp. Mừng tiếp đây nè nha. Trời ơi. Lấy bia ra tiếp đi. Đến đi, chầu này anh ấy cao mà mình cứ tới bến đi. Chi nữa? Điện thoại nó rung. Trời ơi, đập quá. Alo. iPhone 6 luôn. Ủa, tài quái xế hả? Thay của quá. Trời ơi, tỷ năm mới gọi nha. Gọi ra là dạo này sao mà mất tích vậy? Gọi đi. Cái gì? Đua xe hả? Rồi,
rủ đúng người luôn rồi đó nha. Bà già mới mua cho chiếc ẹt đi thử xe luôn. Vậy hả? Tới chỗ cũ hả? Ăn bên đây, con đã. Đủ mình đi tăng 2. Có hai nhà bạn này đi theo nữa ha. Ok không? Kẹo rồi, quẩy okay luôn, ha. Sợ chứ. Tới chứ, tới sau ha. Rồi. Ê, Tài đủ đua xe kìa. Chơi không? Trời, chơi luôn. Ha. Làm bài đường thử xe mới. Thử xe mới luôn. Vô, tới vô luôn. Hết lôi. Vô cái đây, vô đây nè. Vô. Nha. Vô. Xỉn rồi. Đây. Chờ tôi xíu, vô lấy xe đã. Hai bà gửi xe lại chủ quán đi, mai lấy, quán quen mà. Rồi, đợi mua bảo hiểm vô kìa. Ôi, dân chơi mà mua bảo hiểm gì không biết nữa. Đợi lên, chưa? Từ chứ. Rồi, ông vô, mở đây, vô. Xin thông báo với người nhà nạn nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chốn công đường chứ không phải là chợ cầu mà ồn ào. Chi? Nhà ngươi biết lỗi của mình chưa? Tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không lo quan sát, gây tai nạn cho bản thân mình và người khác, biết lỗi chưa? Đức Thắng. Dạ có con. Khi nãy nhà ngươi chở ba mà sao xuống đây có một người? Diêm Dương nhắc con mới nhớ nha. Hồi nãy con chở thêm hai bạn, sao có mình con xuống đây? Diêm Dương, hai nhỏ khi đâu? Đúng rồi Diêm Dương ơi, tại hai bạn con nhờ cái đồ mũ bảo hiểm á nên không có sao. Tại con mình con không đồ mũ bảo hiểm nên mới xuống đây là Diêm Dương. Diêm Dương tròn lên trên đó đồ mũ bảo hiểm chạy xe đàng hoàng. Diêm chúc người may mắn lần sau. Nhà ngươi tội còn lớn hơn tên kia. Chưa có giấy phép lái xe, đi xe phân khối lớn, lạng lách đánh võng, chở ba, vượt đèn đỏ, gây tai nạn cho người khác, ảnh hưởng đến bản thân mình nữa. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, hai ngươi còn kêu oan hay không? Dạ, chúng tôi biết lỗi rồi. Những hành động nông nổi của bản thân các ngươi, không chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông, không chỉ gây hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Bây giờ ta sẽ cho hai người xem trên nhân gian gia đình của các người như thế nào. Yeah.
mẹ đã mua xe cho con đi, thế con vẫn chưa đủ tuổi. Hãy tha lỗi cho mẹ, tha lỗi cho mẹ thằng ơi. Con đâu đâu đâu, tôi phải đi tìm con tôi, tôi phải đi tìm con tôi, hãy trả con tôi lại cho tôi, trả con tôi lại cho tôi, hãy trả con tôi lại cho tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi mẹ. Mẹ ơi, con chưa báo hiếu được gì, con hư như nhục tinh thần của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Các người đã thấy chưa, những hành động nông nổi, không chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông, không chỉ gây nỗi đau cho chính các người mà còn là nỗi đau của gia đình và xã hội. Giá như loài người trên nhân gian, luật an toàn giao thông nghiêm khắc hơn, chấp hành đúng luật hơn, ứng xử có văn hóa giao thông hơn, thì ta đỡ phải dậy sớm xử lý những vụ việc đau lòng như thế này mà còn có thời gian uống cà phê với Bình Laden. Phán quan đâu? Dạ có thưa. Người đã ghi lại những gì ta nói chưa? Dạ thưa Diêm Vương, thằng nó ghi đầy đủ hết rồi ạ. Tốt, ta sẽ có báo cáo với Ngọc Hoàng trong thời gian sắp tới. Ngu đầu Mã Diện đâu? Dạ. Mau giải hai tay này vào. Đâu lên? Phải chờ. Đâu thôi nhẹ tóc giả. Tóc giả đó. Tí phạm của từ nào đó nó kết thúc. Một lần xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã đón xem. Vâng, xin được cảm ơn đội tuyên truyền đến từ trường Đại học Đông An.